mọi người ơi, đây là con dê mẹ rồi. Đấy. Vin này dết sợ không? Đấy, bây giờ mình sẽ thả cả tổ dết này ra ngoài đồng nha mọi người nha. Các bạn ơi nhìn mọi người ơi, đây là tổ dết con nha mọi người nha. Ở bên trong này có con dê mẹ này. Bây giờ mình sẽ thoát cả tổ này vào đây để thả nó ra ngoài đồng cho nó sống nha. Đây là con dê con này. Con dê mẹ ở trong nào. Ơi. Dê đã được bố lại con nào sống nữa. Nhưng mà nó bây giờ nó đang nuôi con. Dê, dê, dê. Bây giờ mình sẽ có thể dê con này vào. Đây được mấy con rồi. Con dê mẹ đây. Đây dê mẹ. Anh Dương chở gì đấy? Chở hàng đi. Wow, mọi người ơi nhìn kinh không nào? Cả ổ dết luôn à? Có con mẹ đâu? À, một con. Mẹ đâu? Đây đây. Cái bà cứ công tác trong ngọn đó đi nhờ. Nhắc từ hôm qua rồi. Cái bà kia nhờ, nhìn kinh không? Rồi. Bây giờ mình sẽ mang ra ngoài đồng mình thả nha mọi người nhé. Thả xuống đồng. Mày đưa thấy ghê không? Đồng. Thôi cầm xuống dưới không nhớ con dết nó ngoi lên nó cắn trong cả con tay. Rồi đi thôi, bây giờ sẽ mang ra ngoài đồng thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã mang ra ngoài đồng rồi là mọi người lại. Bây giờ mình sẽ thả những cái con dê này ở đây nhá. Dê này ngâm rượu rồi này mọi người lại. Đâu rồi nhỉ? Dê mẹ đâu? À, dê mẹ đâu? Bin nhìn dê này có sợ không? Có ạ. Đấy, các bạn ơi. Một tổ dê này phải có mấy chục con đấy nhỉ? Đúng không Bin? Vâng ạ. Đấy.
Bây giờ mình sẽ đổ nó ra đây rồi cho phóng sinh nó ra ngoài, cho nó bò đi đâu thì bò. Nguy hiểm quá. Các bạn ơi, con rết to thì nó chui vào hang này rồi nhá mọi người nhá. Còn rết nhỏ thì vẫn ở trên này. Đây mọi người ơi, rết nhỏ đây nhá. Còn rết to ở trong hang này không biết các bạn có nhìn thấy không. Đây. Thôi, thế là ngày rằm tháng 7. À, tháng 7 này mình đã phóng sinh được cái đàn rết này ra ngoài, không làm hại tổ rết này rồi mọi người ạ. Đây còn một con dính ở trên này, mình cho gạt ra đây luôn. Đấy. Chỗ tổ này phải có đến mấy chục con đấy nhỉ? Tầm 20 con. Cũng những rết đẻ nhiều thật. Này con rết mẹ nó vẫn còn ở trong này. Rết mẹ ở trong đây này. Đây các bạn ạ. Thôi bây giờ mình đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ đi về thôi mọi người ơi.